Nhóm Thôn Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là gia đình chủ nghiệp và cô chú ở đến thăm một gia đình có hoàn cảnh rất là khó khăn thuộc diện hộ nghèo. Đó là gia đình của anh Phan Văn Chính. Thì khi mà đi qua căn nhà này thì phải qua một cái nghĩa trang và chạy vô cánh đồng rất là xa. Hiện tại nhà thì sống mấy chục năm nay ở ngoài ruộng đồng. Thì đi cùng ngày hôm nay là chị Hương là phó ấp Phú An 2. Thì giờ xin mời các cô chú, anh chị và các bạn vào tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình nha. Chị Hương ơi. Chó trong đồng chó quá trời. Dạ. Em chào chị nha. Em chào anh. Gia đình mình đang làm gì hả anh chị? Đang sửa bình hả? Dạ. Em mời gia đình đang ngồi chung với em nha. Dạ. Qua đây nè chị. Đang ngồi với em. Chị Hương kế bên em nè. Rồi. Em được biết qua chị Hương á thì cũng biết được hoàn cảnh gia đình của anh chị, hôm nay thì ghé đến thăm. Dạ. Dạ. Anh ngồi quay vô đây anh. Dạ. Mình đang sửa bình anh hả? Dạ. Dạ. Mấy nhỏ nó học luôn. Dạ, không biết là gia đình mình sống bao nhiêu người hả anh chị? 5 người. 5 người. Là anh với chị, rồi ai nữa chị? Nhỏ gái thứ hai, thằng thứ ba, thằng thứ tư. Dạ, yeah. Thì hiện tại nhà mình có người nào ở nhà không chị? Con gái nhà, con gái con hai đứa nhỏ đi học. Dạ. Đi học. Em gái trong nhà rồi, đang nấu cơm hay sao chị? Dạ, nấu cơm. Dạ. Thì em lớn đó là bao nhiêu tuổi rồi chị? Nhỏ nãy nha. Dạ. Thứ 16. 16 tuổi. Có đi học gì không chị? Nó nghỉ rồi. Còn hai em còn kia? Hai đứa nhỏ học, đang học lớp 5 với lớp 3. Dạ. Hai bé học có giỏi không chị? Cũng được. Dạ. Gia đình mình thì có đủ điều kiện để cho hai em cũng hơi khó. Dạ. Năm nay đi học thì được nhà trường cấp dạ, ủng hộ cấp. Chị ha. Dạ. Thì cuộc sống hàng ngày của anh Chính thì mình làm gì anh Chính hả? Đi chụp thuốc với xào phân. Dạ. Chị mình làm gì mình phải nhớ. Dạ. Thì mình làm theo mùa hay sao anh Chính? Làm theo mùa. Làm theo mùa. Dạ, một ngày vậy thì anh có thể cho em biết là khoảng bao nhiêu tiền không? Một ngày làm nhiều thì cũng được, cũng có 200-300 cái lại. 200-300. Còn ngày nào mình cũng làm hay làm theo thời vụ anh Chính? Làm thêm bữa, làm 2-3 bữa nghỉ. Tại vì ta kêu mình sạch đó rồi, chưa tới giờ cái tử cử. Chưa tới cử cái đầu mình không sạch. Dạ. Rồi chị Chính mình có làm gì thêm phụ có, anh Chính không? Có, cây lúa. Dạ. Cây lúa ngày có 100 mấy nè, 120. Dạ. 100 có. Mình cũng làm theo mùa hay sao chị Chính? Làm theo mùa. Dạ. Thì căn nhà này thì cũng là của gia đình mình hả anh? Dạ, chị Chính? Dạ, hư hết trơn rồi. Dạ. Chị Chính có thể dẫn em đi tham quan một chút được không? Được. Dạ. Dạ, căn nhà này dưới đây thì nó lủng lỗ khá là nhiều. Dạ. Trời mưa nắng rồi có bị dột không chị? Đậu trơn luôn, mấy nhỏ nhà con không chỗ ngủ luôn á. Không chỗ ngủ luôn á. Gia đình của anh chị sống ngoài đồng lâu chưa? Lâu rồi, mấy năm, mấy năm rồi. Trong đây là cửa buồng hả chị? Chào em nha, mắc cỡ hả? Đây, dán ở trong này thì nó bị hư hao hết trơn rồi. Em đang, đây, dán này thì sao gia đình mình có thể dễ bị lọt chân nếu cái em bé lắm á. Dạ. Chị Chính. Lỗ rất là nhiều luôn. Trời mưa đâu có bị giọt không chị? Giọt tùm lum tùm la. Em thấy đây là nhà bếp chị ha. Hư hết trơn. Dạ. Rồi mấy cái thiết này nó cũng mục hết rồi. Rỉu hết trơn luôn rồi. Đi em dám đi nữa. Dạ. Chị, đây là căn bếp mình nấu ăn hàng ngày. Dạ. Hay chị Chính? Dạ. Trời gió như vậy thì mình cảm giác nó nhà nó có bị cung vinh không chị? Cung vinh luôn. Gia đình mình là thuộc diện hộ nghèo ở ấp hả chị? Dạ. Dạ. Mình ra trước nha chị Chính nha. Dạ. Hơi hết trơn rồi chị. Dạ. Dột cái thôi, đâm cho mấy nhỏ ngủ ha. Dột rồi nó gum gum lại. Bé 16 tuổi ở nhà thì có phụ tiếp anh chị dạ, gì có. Không? Dạ. Cơm nước, đồ giặt giũ. Dạ. Anh Chính sửa mấy cái bình đó thì mình để làm gì anh Chính hả? Em có tiền cho mấy nhỏ đi học tới luôn làm đồ. Ủa nhà mình là không có điện hay sao anh chị? Năng lượng. Xài năng lượng. Rồi nước nôi nhà mình sử dụng ở đâu? Em không thấy nước. Đúng xong. Xài xuống đó luôn. Dạ. Là chỗ mình là cũng chưa có nước sạch để sử dạ, dụng. Dạ chưa luôn. Sách lên cũng chết luôn. Có mấy hộ không mà đường ống vô không có tiền vô. Dạ.
Ở phía trước thì em thấy mấy cái thiết kìa nó dách ra trơn luôn, bung hết trơn. Không có trơn rồi. Không có. Không có khả năng. Nhà thì một mà em thấy nó đi nó điệu điệu. Lo mấy nhỏ ăn học còn nó chết luôn. Dạ. Yeah. Thì hôm nay thì cũng đi cùng với chị Hương. Dạ. Thì cũng biết được hoàn cảnh của gia đình của anh chị Chính. Dạ. Thì hai vợ chồng thì sống thì nuôi ba đứa con. Dạ. Thì hai đứa cũng đang tuổi ăn tuổi học, cũng rất là vất vả. Nghề nghiệp thì anh chị cũng làm theo mùa. Làm theo mùa. Dạ, thì bữa có thì bữa không. Cho nên thì em cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Nghiệp và cô Dung. Dạ. Thì gửi tặng đến gia đình mình số tiền để trang trải cho cuộc sống nha. Dạ. Em gửi tặng cho gia đình anh chị với số tiền là 1 triệu đồng nha. Yeah. Con cũng chúc sức khỏe cho gia đình mình. Dạ. Yeah. Anh chị cảm ơn Mạnh Thường Quân. Yeah. Là chú Nghiệp cô Dung được rồi. Dạ. Yeah. Cảm ơn của cảm bên Mạnh Thường Quân. Cô Dung giúp đỡ nha. Chung giúp đỡ cho em. Dạ rồi. Thôi em xin phép chào gia đình nha. Dạ. Yeah. Rồi.